Linh Tinh 154. Một người học trò của A Chàng Cha bị đau đầu gối phải mổ. Mặc dầu bác sĩ nói chắc là chỉ độ vài tuần đầu gối sẽ trở lại bình thường, nhưng mấy tháng sau chân vẫn còn đau. Khi gặp A Chàng Cha, người học trò thắc phiền. Họ bảo là không lâu, không phải như thế này. A Chàng Cha cười, nếu không phải như thế này thì sẽ không phải như thế này. 155. Nếu có người cho bạn một trái chuối vàng rực, no tròn và thơm ngọt nhưng độc, bạn có ăn không? Không. Vậy tại sao Đức Phật dạy dục lạc ngũ trần là thuốc độc mà bạn vẫn cứ muốn nhét cho đầy bụng? 156. Hãy nhìn phiền não của bạn và nhận ra chúng là độc rắn hổ mang. Bạn không dám đụng đến rắn vì biết rằng rắn có thể cắn chết bạn. Cũng vậy, hãy nhìn thấy sự độc hại trong vật độc hại và sự hữu dụng trong vật hữu dụng. 157. Chúng ta luôn luôn không thỏa mãn. Ăn trái ngọt ta nhớ vị chua, ăn trái chua ta nhớ vị ngọt. 155. Nếu trong túi bạn để Phật hôi thối thì đi đến đâu bạn cũng ngửi thấy mùi hôi thối. Đừng than phiền rằng chỗ này hôi hay chỗ kia hôi. 159. Phật giáo Đông Phương ngày nay chẳng khác nào một cội cây to lớn, nhưng chỉ trổ những trái nhỏ, không hương vị. Phật giáo Tây Phương chẳng khác nào một cây non nớt, chưa ra hoa kết trái, nhưng có khả năng trổ những trái to và ngọt. 160. Ngày nay người ta suy nghĩ thật nhiều, có nhiều điều để họ say mê, thích thú, nhưng không có điều gì thật sự trọn vẹn. 161. Không phải chỉ cần gọi nước lã là rượu thì nước lã tức khắc thành rượu ngay. Bạn biết rõ điều đó. Vậy mà khi muốn uống rượu, bạn bảo rượu là nước lã và uống tự nhiên. Như vậy có phải là điên khùng không? 162. Người ta thường có thói quen nhìn ngắm bên ngoài, chẳng hạn như khi nhìn giảng đường này, họ sẽ nói, giảng đường này thật lớn. Thật ra nó chẳng lớn chút nào, nó lớn hay không, tùy theo quan niệm của ta mà thôi. Thật ra giảng đường này, nó chỉ vậy thôi, chẳng lớn mà cũng chẳng bé. Thế nhưng người ta luôn luôn chạy theo cảm quan của mình. Người ta bận rộn nhìn và đánh giá mọi vật chung quanh mà không có thì giờ để nhìn vào chính mình. 163. Nhiều người chán nản, mệt mỏi và biến nhát trong việc hành thiền, dường như họ chẳng muốn giữ Phật Pháp trong tâm. Thế nhưng có ai chửi mắng họ, họ sẽ nhớ mãi suốt đời. Vậy mà khi giáo pháp dạy họ phải điều hòa, phải thu thúc và phải nhiệt tâm thực hành thì họ quên mất tiêu. Tại sao không giữ giáo pháp trong tâm, giữ chi những lời mắng chửi đó? 164. Cho mình hơn người là trật rồi, cho mình bằng người cũng trật luôn, cho mình thua người cũng trật luôn. Nghĩ mình hơn người thì kiêu căng sẽ nổi dậy, nghĩ mình bằng người thì thiếu kính trọng khiêm nhường, nghĩ mình thua người sẽ nhục chí thiếu tự tin.